Xin chào quý độc giả của báo Đồng Nai. Mời quý vị cùng điểm lại các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio. Hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023. Khởi công cả hai dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trong ngày 18 tháng 6. Văn phòng Chính phủ đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức khởi công các dự án đường bộ cao tốc. Trong đó hai dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ được tổ chức khởi công đồng loạt vào ngày 18 tháng 6. Lễ khởi công được tổ chức tại hai điểm cầu là thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 76 km đi qua Đồng Nai, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó đoạn qua Đồng Nai có chiều dài hơn 11 km, tổng mức đầu tư toàn dự án là hơn 75,4 ngàn tỷ đồng. Còn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có chiều dài hơn 53 km đi qua Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, tổng mức đầu tư là hơn 17,8 ngàn tỷ. Trung tâm lái xe 3T trả lại tiền cho người đã đóng học phí mà chưa khai giảng. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục và dạy nghề 3T đã có văn bản gửi ban điều hành các đơn vị trực thuộc hệ thống 3T và các nhà đầu tư liên kết để thông báo về việc chi trả học phí cho học viên học lái xe ô tô tại các trung tâm thường trực thuộc hệ thống. Theo đó, đối với học viên đã đóng học phí nhưng chưa khai giảng sẽ hoàn trả học phí. Còn học viên đã dự khai giảng thì không hoàn trả học phí mà sẽ rời lịch đào tạo giảng dạy và thông báo cho học viên khi có kế hoạch cụ thể. Nếu học viên là của trung tâm và đã đóng đủ 100% học phí thì trung tâm sẽ chia ra trả theo nhiều đợt. Tuy nhiên, trung tâm sẽ trừ đi một số chi phí gồm chi phí quản lý hồ sơ là 10% tổng giá trị học phí và chi phí tuyển sinh cho học viên là 20% giá trị học phí. Đồng Nai được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương vì hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có công điện gửi công an 19 tỉnh, thành phố để biểu dương về việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn, trong đó có Đồng Nai. Đây là các tỉnh thành đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thúc đẩy các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng để người dân sớm được hưởng những tiện ích thiết thực do thẻ căn cước công dân mang lại. Mở rộng điều tra đối tượng lừa chạy án để chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhân Trạch cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 1992. Trú tại ấp 5 xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch. Trước đó vào giữa tháng 9 năm 2022, Hiếu biết tin cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhân Trạch đang điều tra 6 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch. Cuối tháng 12 năm 2022, Hiếu nảy sinh ý định tìm gặp gia đình những đối tượng trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra các chiêu trò chạy án. Theo thống kê của cơ quan điều tra, bằng chiêu trò của mình, tổng số tiền Hiếu đã chiếm đoạt của người thân 6 đối tượng là gần 380 triệu đồng. Tăng cường kiểm tra xử lý xe quá khổ quá tải. Sở Giao thông Vận tải vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ quá tải, làm rơi vãi trên đường gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Theo đó, yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của các phương tiện. Cụ thể là các hành vi cơi nới kích thước thành thùng hàng, vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng quá khổ quá tải, làm rơi vãi trên đường gây mất an toàn giao thông, hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ và ô nhiễm môi trường. Tập trung kiểm tra xử lý tại thành phố Biên Hòa và các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Thống Nhất, Long Thành, Vĩnh Cửu. Tăng cường kiểm tra giám sát tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa như các nhà máy xí nghiệp lớn trong các khu công nghiệp, các mỏ đá, mỏ vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp. Heo chết bị vứt ra suối gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, trong những ngày qua, người dân sống dọc cầu suối Râm thuộc hai xã Xuân Quế và Sông Nhạn của huyện Cẩm Mỹ phản ánh tình trạng nhiều xác heo bị vứt xuống suối. Nhiều xác heo bắt đầu phân hủy gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ghi nhận vào trưa hôm qua 11 tháng 6 tại ấp 1 xã Sông Nhạn cho thấy nhiều xác heo bị vứt ở bờ suối, mặt nước đen ngòm gây mùi hôi thối. Hơn 1,3 ngàn người tham dự Ngày Quốc tế Yoga tại Đồng Nai. Tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Liên đoàn Yoga tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tỉnh Đồng Nai lần thứ 9 năm 2023. Ngày Quốc tế Yoga là dịp tạo điều kiện cho người yêu thích tập luyện môn yoga được giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần thể chất. Đây cũng là dịp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa thể thao giữa Việt Nam và Ấn Độ, góp phần nâng cao mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Dịp này, Liên đoàn Yoga tỉnh Đồng Nai cũng tặng giấy khen vinh danh 6 huấn luyện viên, 20 vận động viên có thành tích xuất sắc tại giải vô địch các câu lạc bộ yoga quốc gia. Trên đây là tin nhanh audio, bản tin có trên các nền tảng của báo Đồng Nai. Hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 6 cũng là ngày làm việc đầu tuần. Chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui.